Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông, khu du lịch sinh thái Thác Bà từ lâu đã được người dân trong và ngoài huyện Tánh Linh biết đến bởi thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ hữu tình bên dòng Thác Bà trong mát quanh năm. Đến Bình Thuận du lịch, gia đình chị Bùi Thị Hoàng Yến ở thành phố Hồ Chí Minh đã chọn khu du lịch sinh thái Thác Bà làm điểm dừng chân tham quan dã ngoại. Được hòa mình vào dòng suối trong mát giữa núi rừng thiên nhiên là những ấn tượng khó phai của du khách khi đã từng đến đây. Mình thấy là phong cảnh ở đây rất là đẹp, rất là hoang sơ mà mát mẻ, tự nhiên. Đến đây thấy rất là vui. Thế hôm nay tình cờ được đến thăm vùng đất này, cũng tình cờ thôi. Nhưng mọi người thì rủ đi đến Thác Bà chơi. Thực sự là đến đây thì rất là ngỡ ngàng. Khung cảnh thì cũng khá là hoang sơ và cảnh thì rất đẹp, thác rất đẹp. Nhằm bảo vệ và phát triển điểm đến Thác Bà, tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư khu du lịch sinh thái Thác Bà cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Garden với diện tích 9,8 ha. Kể từ khi khu du lịch sinh thái Thác Bà đi vào hoạt động, vấn đề an ninh an toàn và vệ sinh môi trường tại đây được đảm bảo. Đồng thời, việc xây dựng tôn tạo cũng được đầu tư theo hướng giữ nguyên hiện trạng cây rừng. Công ty luôn luôn quan tâm lớn nhất là an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong dự án. Tại cái vùng này là vùng núi nên cái việc vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khá phức tạp. Đến nay thì công ty cũng đã xây dựng một đội ngũ nhân viên khoảng hơn 20 người để phục vụ cho cái công tác đó. Thì từ lúc đi vào hoạt động đến nay thì vệ sinh môi trường được cải tạo khá tốt và an ninh trật tự thì ổn định. Và công ty có quy chế phối hợp với lại công an địa phương nên đảm bảo an ninh trật tự cho du khách trong các ngày lễ hội và ngày thứ bảy chủ nhật. Vốn là điểm đến công cộng trước đây nên khi được đầu tư phát triển, khu du lịch sinh thái Thác Bà ngày càng thu hút khách đến tham quan dã ngoại, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, khu du lịch sinh thái Thác Bà đã đón khoảng 60.000 lượt khách trong và ngoài địa phương đến tham quan dã ngoại. Trong đó, khách quốc tế chiếm 3%. Dự kiến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 và Tết Kỷ Hợi sắp tới, lượng khách đến với khu du lịch sinh thái Thác Bà sẽ tăng cao.